Tử vi tuổi Mậu Ngọ, sinh năm 1978, năm 2021 Tân Sửu Nam Mạng, tiểu nhân luôn trầu trực, sự nghiệp tụt dốc, dễ phạm thị phi. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh, đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, những người tuổi Mậu Ngọ là những người cuộc sống tự do và thích được khám phá vô vàn điều mới mẻ của cuộc sống. Những thứ cũ kỹ, nhàm chán sẽ không thể thu hút được tuổi Mậu Ngọ. Con giáp luôn nghiêm túc và hết mình với những công việc được giao. Dù trải qua nhiều khó khăn, gian nan, nhưng một khi đã hứa, tuổi Ngọ mệnh hỏa sẽ làm bằng được. Đối với họ, chữ tín và danh dự của một con người là phẩm chất đáng quý nhất. Sang năm 2021, có lẽ nam tuổi Mậu Ngọ là một trong những con giáp đen đủi nhất, bởi hai năm liên tiếp bị thái tuế kìm kẹp, khó khăn lại càng trở nên bế tắc, mọi thứ dần đi vào ngõ cụt. Vậy trong năm 2021, vận trình của nam tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978 sẽ xảy ra những điều gì? Không để quý vị và các bạn phải chờ đợi lâu hơn nữa, xin mời quý vị và các bạn hãy cùng đón xem vận trình của tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978 trong chương trình ngày hôm nay. Trước khi nghe kênh Phong Thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích. Khi xem tử vi năm 2021 tuổi Mậu Ngọ Nam Mạng, quý bạn sẽ nắm bắt được sự tốt xấu của mình về các phương diện, tài chính, công danh, gia đạo và sức khỏe. Qua đó, quý bạn sẽ có sự chuẩn bị tốt nhất, đầy đủ nhất để có được may mắn, hành thông cho năm Tân Sửu. Đặc biệt, trước khi bước sang năm mới, dân gian ta vẫn thường làm lễ nghênh thái tuế ở ngoài sân trong lễ cúng giao thừa. Người nào biết mà nghênh thì sẽ được lộc trời cho, người không biết chẳng may bị phạm vào thì tai họa ập xuống liên miên. Đón các thần để được nhờ sự che chở cũng là một cách mà hầu hết các thầy phong thủy khuyên dùng. Để có được một năm mới an lành, may mắn, quý vị sinh năm 1978 Mậu Ngọ nên luôn mang theo bên mình một lệnh phù kim bài thái tuế. Lệnh phù gồm có hai mặt, bằng đồng mang theo kim bài thái tuế bên mình để tỏ lòng thành kính với quan hành khiển của năm. Nhờ sự tương trợ của ngài mà cả năm được may mắn, bình an. Quý vị thân mến, trước khi đi tìm hiểu rõ hơn về vận trình của tuổi Mậu Ngọ thì chúng ta cùng điểm qua về tổng quan tử vi của bản mệnh. Năm 2021 là năm Tân Sửu, người sinh năm 1978, bước vào tuổi 43. Tuy bước sang năm mới, nhưng tuổi Mậu Ngọ vẫn chưa thoát khỏi vòng vây của thái tuế. Dù sức ảnh hưởng của vị thần lưu niên này đã giảm bớt, song cục diện tương hại vẫn ức chế vận khí, khiến tuổi Ngọ gặp khá nhiều bất lợi ở nhiều phương diện. Chưa hết, thái tuế và thiên can còn tạo thành bố cục thực thần sinh tài, dẫn tới sự nghiệp không thuận lợi, sẽ phạm thị phi, có hiện tượng sâu xé. Công việc không suôn sẻ khiến bản mệnh sẽ mắc bệnh sai lầm, sẽ nóng nảy, bực bội. Trong năm, bản mệnh còn liên tục vướng vào những rắc rối liên quan đến giấy tờ, thủ tục do hung tinh tử phú tác động. Trong năm thái tuế cũng khiến đường tài lộc tương đối ảm đạm, có hung tinh chiếu mệnh nên bạn phải chuẩn bị tâm lý trước, có thể xảy ra chuyện hao tài, tốn của, chớ nên coi thường. Dù đưa ra quyết định gì, bạn cũng phải tham khảo ý kiến của mọi người xung quanh, không chủ quan. Gặp khó khăn đừng quá lo sợ, hãy kịp thời kiểm tra sự giúp đỡ của người thân, bạn bè. Ngoài ra, trong năm nay, bạn phải cẩn thận trong lời nói và công việc, đừng làm mất lòng người khác. Nếu không, sẽ lâm vào cảnh cuối cùng, nhất định không được sơ ý. Sức khỏe trong năm cũng không được như ý, cảm xúc sẽ thăng trầm quá mức, tâm lý tiêu cực, đừng tiêu hóa khó chịu. Để có thể cải vận hạn trong năm, thầy Gia Cát khuyên tuổi Mậu Ngọ hãy đem theo vòng bát bảo tâm kinh hàng ngày. Bát bảo tâm kinh là một trong những pháp khí của nhà Phật, sẽ giúp bạn xua đuổi hung tinh và kẻ tiểu nhân luôn rình rập, hãm hại. Đồng thời, vòng tay giúp bạn tăng phúc, cải mệnh, tăng may mắn và chiêu tài lộc, chiêu người quý nhân hỗ trợ và giúp đỡ, biến con đường sự nghiệp của bạn trở nên thuận lợi, hanh thông. Vòng có sức mạnh lớn như vậy là do kết cấu của vòng rất đặc biệt,
mà trước của vòng là 8 pháp bảo lớn của nhà Phật, cộng thêm vòng trong cùng được khắc bộ lục tự đại minh chú Umani Bát Me Hum và mặt sau là bộ chú Ba Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Kèm theo đó là hình ảnh đài sen được chạm khắc tinh tế. Cuối cùng là phần trên của vật phẩm có một bông hoa bạch liên, sức sống mãnh liệt và thuần khiết. Tất cả đều tạo nên một vật phẩm hoàn hảo giúp bạn có một cuộc sống gặp nhiều điều tốt lành, tiền tài dư dả và luôn bình an. Quý vị thân mến, để có thể nắm rõ lá số tử vi năm 2021 của tuổi Mậu Ngọ Nam Mạng sẽ dựa vào sao hạn và các sao chiếu theo năm, qua đó có thể kết luận về cuộc sống của bản mệnh theo 4 phương diện chính: tài lộc, tài chính, công danh, công việc, tình duyên, gia đạo và sức khỏe. Từ đó quý bạn sẽ có được cái nhìn tổng quan nhất về công việc cũng như cuộc sống của mình trong năm 2021. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi. Về mặt sự nghiệp, dù tuổi Mậu Ngọ rất hăng hái, có quyết tâm cao và cũng khá tham vọng trong sự nghiệp, nhưng do ảnh hưởng của cục diện hại thái tuế mà tinh thần ấy ngày càng giảm sút, phần trình sự nghiệp vì thế cũng ngày càng đi xuống. Cục diện hung hại mang theo điểm báo tiểu nhân quấy phá, lại có thương quan tác động, gây chuyện thị phi, bản mệnh sẽ mất rất nhiều thời gian để xử lý vào việc ngoài luồng, hiệu suất và uy tín giảm sút, còn đường thăng tiến vì thế mà lắm trông gai. Nhưng bạn đang khởi nghiệp, có điểm bị đối tác hoặc cấp dưới phản bội, bạn phải thận trọng, đặc biệt các vấn đề kế toán của công ty bạn phải tự mình làm, không được cẩu thả. Khi thuê người, tốt nhất là có thể ký hợp đồng chặt chẽ. Tóm lại là mọi thứ phải tuân theo quy định để không gây ra điều kiện tụng. Đối với nhân viên văn phòng bình thường, công việc năm nay không hề dễ dàng, hết việc này đến việc khác. Tuy lương cao nhưng khả năng thăng chức, tăng lương là rất thấp, khá là đau đầu. Điểm đáng mừng nhất của tuổi Mậu Ngọ là tuổi Ngọ năm 1978 có thái tuế, hơi thủy ám hợp ở chính quan, các dự án về thủy lợi và những người làm việc liên quan sẽ gặp may mắn trong năm nay. Năm 2021, phạm xung thái tuế vừa qua lại phạm phải hại thái tuế khiến sự nghiệp của tuổi Mậu Ngọ dần như bế tắc. Để hóa giải tuổi Mậu Ngọ, hãy mang theo bên mình pháp khí Bát Bảo Tâm Kinh. Sức mạnh của pháp khí sẽ chiêu mời quý nhân tương trợ, hãy giúp đỡ bản mệnh trên con đường sự nghiệp. Khi mang theo bên mình hàng ngày sẽ giúp hóa giải thị phi, hóa giải xung khắc giữa các con giáp, tăng cường vận khí, tăng may mắn và chiêu tài lộc cho tuổi Mậu Ngọ. 2. Về mặt tài lộc, khó khăn khách quan cộng với cục diện hại thái tuế khiến lộ trình cầu tài của người tuổi Ngọ gặp không ít trở ngại, khiến áp lực kinh tế ngày càng gia tăng. Con giáp không nên lên mạng trông cậy vào những ứng dụng cho vay một cách tùy tiện, rất dễ rơi vào bẫy lừa đảo. Hãy tìm đến sự giúp đỡ của người thân, bạn bè. Đồng thời, bạn cũng không được quá lười biếng nên chủ động tìm cách kiếm tiền. Đừng chán ghét sự chậm chạp của tiền bạc. Chỉ cần bạn không phạm pháp luật và chăm chỉ tích lũy từ giờ, bạn có thể đạt được mục tiêu. Cũng đừng tiêu tiền vào những việc không thực tế trong năm. Để quản lý tiền bạc cá nhân hợp lý, bạn có thể mua một số sản phẩm tài chính an toàn. Sự nghiệp không phát triển cộng thêm do ảnh hưởng của thái tuế khiến con đường tài lộc của con giáp đi xuống rất nhiều. Để có thể tăng may mắn và chiêu tài lộc, hãy sử dụng thêm pháp khí là Bát Bảo Tâm Kinh. Khi mang pháp khí này bên mình hàng ngày sẽ giúp tăng phúc, cải mệnh, tăng cường vận khí, tăng may mắn và chiêu tài lộc cho tuổi Mậu Ngọ. Đồng thời, vòng còn có thể chiêu mời quý nhân tương trợ, giúp đỡ công việc được hanh thông, thuận lợi và thành công rực rỡ trong năm 2021. Về mặt tình cảm, giai đạo. Về mặt tình cảm, nam tuổi Giáp Ngọ bị ảnh hưởng bởi thái tuế nên cuộc sống hôn nhân có nhiều rắc rối, vợ chồng sẽ có sự khác biệt rõ ràng về nhiều mặt, thường xuyên xảy ra tranh chấp gay gắt vì cha mẹ, họ hàng, không khí trong gia đình vô cùng tồi tệ. Nam mạng Mậu Ngọ phải kiềm chế tính nóng nảy của mình và suy xét mọi việc từ góc độ của đối phương, hãy quan tâm đến vợ nhiều hơn và bỏ bớt cái tôi cá nhân. Người độc thân tận dụng được hàn trì đào hoa tinh hỗ trợ, có không ít người theo đuổi, nhưng đa phần là đào hoa kiếp, mang tới điểm thị phi, gây khổ nhọc về tinh thần, thậm chí trải qua nhiều đau buồn, vết thương lòng ngày càng sâu. Để có thể cải vận tình duyên thì thầy Gia Cát khuyên bản mệnh hãy đeo vòng tay tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất. Khi mang theo bên mình, vòng tay sẽ giúp bản mệnh kích hoạt tình duyên, tài vận đào hoa của bạn trong năm. Vòng tay còn giúp xua tan mâu thuẫn trong nhà, tình cảm vợ chồng ngày càng khăng khít và bền chặt. Đồng thời, mong rằng năm 2021, người độc thân sẽ sớm tìm được nửa kia của mình. Về mặt sức khỏe, năm 2021 là năm thái tuế phạm ngũ hành hỏa,
Nhìn chung, dù nam hay nữ thì cũng có sức khỏe không ổn, tâm tình không ổn, dạ dày khó chịu, da dẻ cũng tệ. Nam mạng sẽ gặp nhiều vấn đề về thể chất, ví dụ như bụng khó chịu, thường xuyên bị tiêu chảy, không hấp thụ được chất dinh dưỡng hoặc mắc các bệnh về đường hô hấp. Đừng chủ quan. Bản mệnh cần chú ý đến việc giữ gìn cơ quan. Nếu không có việc gì thì ra ngoài tập thể dục, tập gym thì càng tốt. Lưu ý trong năm Thái Tuế có điểm xảy ra tai nạn xe cộ, chớ nên bất cẩn. Đặc biệt chú ý an toàn giao thông khi lái xe. Để có một năm khỏe mạnh, thầy Gia Cát khuyên bản mệnh hãy sử dụng vòng tay tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất. Với năng lực tam hợp khí sẽ giúp bản mệnh đả thông năng lượng ngưng tụ Thiên, Địa, Nhân khí, cân bằng ngũ hành, giúp bản mệnh có một sức khỏe tốt hơn. Đồng thời, khi mang theo vòng tam hợp quý nhân bên mình, vòng tay sẽ như một tấm bùa phù hộ và bảo vệ bản mệnh khỏi những hung tinh, thị phi và họa ngầm trong những chuyến đi. Tránh va chạm và đụng độ không đáng có. Quý vị thân mến, trong phần tiếp theo của chương trình, cây phong thủy Gia Cát xin chia sẻ sao hạn của tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978 trong năm 2021 để giúp các bạn có cái nhìn tổng quan nhất và tìm được cách giải quyết phù hợp. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi tiếp theo. 1. Vận hạn. Người gặp hạn Diêm Vương sẽ có tài lộc, gia đình hạnh phúc vẹn toàn. Thế nhưng, nếu bị bệnh lâu, ắt khó qua khỏi, đặc biệt là phụ nữ đang mang thai, sẽ vong mạng. Có nhiều ghi chép khác về hạn Diêm Vương, hạn này ngoài phụ nữ thai sản bị ảnh hưởng nặng nề thì những người khác đau yếu, bệnh tật nếu không được chữa trị cẩn thận và gặp nguy cơ, nguy hiểm, rất lâu khỏi bệnh. Còn đối với những người bình thường khác, khi gặp hạn này thường gặp vận may về tiền bạc, làm ăn rất thuận lợi, duyên của cải, bạc tiền hội tụ rất mạnh. Những người kinh doanh, buôn bán có cơ hội phát triển nhanh chóng. Như vậy, hạn Diêm Vương tốt hay xấu là tùy vào từng đối tượng. 2. Sao chiếu mệnh. Sao Thái Âm là một cát tinh mệnh thuộc hành thủy, là sao chiếu mệnh tốt, chủ về danh lợi lưỡng toàn. Nếu là nam giới thì sẽ giúp được người khác về tiền bạc, sự nghiệp, nếu đang trong độ tuổi kết hôn có thể lập gia đình. Còn nếu là nữ giới thì sẽ có sự phát triển mạnh mẽ trong sự nghiệp, danh lợi lưỡng toàn, sinh con. Đặc biệt là sao Thái Âm rất có lợi cho ai làm việc liên quan đến bất động sản, tu sửa, sửa chữa, xây dựng nhà cửa đều cát lợi. Vừa rồi quý vị và các bạn đã nghe bài phân tích về tử vi năm 2021 của tuổi Mậu Ngọ, nam mạng. Để cập nhật được nhiều hơn về thông tin tuổi của mình trong năm 2021 và những năm tiếp theo về sức khỏe, gia đạo, công danh sự nghiệp, con cái, quý vị hãy đăng ký kênh để luôn cập nhật những thông tin mới nhất về vận trình của mình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn quan tâm, theo dõi và ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua. Rất vui lòng khi được phục vụ quý anh chị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.